Kiếp là các bạn, Vạn Kiếp quận Bình Thạnh ha. Đây là Vạn Kiếp phường 3 quận Bình Thạnh, con đường ẩm thực rất là đông, các quán xá. Thì con đường này có một cái quán tại số 210 Vạn Kiếp phường 3 Bình Thạnh, có cái món súp cua Trang nè, đồ ngon bộ dưỡng, đã bán hơn 20 năm rồi. Ở đây ngồi súp cua thì có ốc heo và một vịt Bắc Thảo rồi nữa, rất là được ưa chuộng. Bán từ 6:30 cho đến 22 giờ tối, rất là đông các bạn trẻ ngồi rồi. Đây là cô Trang đây, bán súp cua hồi trước ở chợ Bà Chiểu và qua đây đã hơn 10 năm rồi. Mới chiều nhưng mà khách rất là đông, súp cua và ốc heo rất là đông khách tới, chặt kín chỗ đi xe rồi. Các bạn có thể thấy là cái món ở đây rất ngon và rẻ nữa. Thế này là bao nhiêu tiền cô Trang không? 12.000 anh. 12.000. Cái nồi súp cua này các bạn rất là rẻ, giá chỉ có 12.000 thôi. Một cái tủ nhỏ để đây. Một cái hộp đem về bao nhiêu tiền cô Trang? 20 anh. 20 là cái hộp mang về đây các bạn. Đây là cua. Em lấy ớt không? 20.000 một cái hộp này mang về đây. Tùy theo cái suất mình gọi cho các bạn. Khách ghé mua ốc heo mang về. Đây là món gì đây chị Trang? Ốc heo anh ơi. Ốc heo thì bao nhiêu tiền một suất chị? Ốc heo là một bộ ốc heo không là 30. Còn nếu ăn ít thì một hộp 30, còn nửa bộ thì 35. Nhưng mà khi mà bỏ như cái phần này vô trong hộp thì súp cua với lại ốc heo thì bao nhiêu tiền? Nửa bộ với một hộp súp là 35.000. 35.000 một hộp súp cua với lại ốc heo như thế này nè các bạn. Đây là ốc heo được chân cất chín sẵn nè. Khi mà gọi cái súp cua ăn thì có thể thêm cái này. Nửa bộ. Hoặc là sẽ thêm cái cua lột sẵn. Hoặc là với đại trứng Bắc Thảo. Và mấy bạn thích ăn chân gà, lòng gà thì có thể gọi thêm. Quán mình là bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị ha? Từ 6:30 sáng đến 9 giờ tối. Đặc biệt mà chiều thứ hai là hay nghỉ, hàng tuần hay nghỉ ngày thứ hai. Các bạn nên nhớ là chiều thứ hai hàng tuần là chị Trang và gia đình nghỉ không bán. Đây là cái nồi súp cua của chị Trang đây. Cái mà nồi đây nó là siêu quách hả chị? Đúng rồi, siêu quách có nấm đông cô, với lại những cái gia vị nè. Bông tuyết rồi như đầy đủ hết. Rất là hấp dẫn, rất là bổ dưỡng nha các bạn. Thơm ngon nữa. Và gia vị rất là đơn giản. Và những cái thành phần đây là thành phần trong cái súp cua chị đây. Cua lột sẵn, gà, lòng mè và cả trứng Bắc Thảo nữa, hoặc là ốc heo được chân cắt chín sẵn đây. Khách gọi một cặp chân gà thêm. Trước kia là mình bán ở đâu chị ha? Lúc trước chị bán qua chợ Bà Chiểu á. Chị bán ở đó, ngoài đó khoảng bao nhiêu lâu chị? Chị bán khoảng 10 năm hoặc 12 năm. Rồi giờ mình dời về đây được bao lâu rồi? Sau chị dời về đây về cũng được 7-8 năm rồi. 7-8 năm rồi. Tổng thời gian mình bán là được 20 năm bán súp cua đó. Đúng rồi em. Dạ. Mình chỉ có một địa điểm đây thôi ha chị ha? Đúng rồi, chị bán ở đây thôi. Dạ. Ăn súp cua thì cái trứng bắc thảo thì mình tính chuyện sao, nửa trứng thì bao nhiêu tiền? Nửa một tô mà nửa trứng bắc thảo là 20.000. Dạ, còn là chân gà thì cặp thì tính nhiêu? Cặp 10.000. Còn lòng mề sao chị? Lòng bộ 10.000. Và ốc heo thì mình nếu mà gọi riêng thì mình tính một bộ bao nhiêu tiền? Một bộ ốc heo không là 30. Dạ, nửa bộ là 15. Dạ, nửa bộ 15. Rồi. Rất là lè tay, bán 20 năm trong nghề đi. Một bò lòng mề gà thế này là 10.000 nha các bạn. Để ăn với lại súp cua cho bổ dưỡng. Chúng ta có thể chọn là cua này, hoặc là lòng mề gà và chân gà, hoặc là ốc heo, hoặc là cái xí quách, hoặc là trứng bắc thảo như thế này. Xí quách thì nó sẽ có luôn ở trong cái nồi súp cua sẵn. Đây là xí quách đây. Một tô xí quách đây bao nhiêu tiền anh? 16.000 em. 16.000 một tô đầy to thế này các bạn. Rất là rẻ. Đây là người nhà của dì Trang. Chị Trang mà bận ở thì người nhà sẽ làm luôn. Lấy cặp chân gà. Khách gọi thêm ốc heo và cặp chân gà. Ở đây có mấy người nhà phụ nhau bán nhưng mà rất là đông khách. Khách sẽ mua một ly súp cua này giờ. Là người nhà đang của dì Trang là đang múc súp cua. Rau được bỏ vào, thơm thơm với lại hành, với lại cua. Gia vị là nước mắm và gia vị riêng, nước chấm riêng, tiêu và cả ớt nữa. Anh ơi, một ly bao nhiêu tiền anh ha? Ly là 10.000 em. 10.000 mang về hả? 10.000 mang về. Bây giờ chị mua súp cua mang về. Cua ngon không chị? Ngon. Chị thấy chị hay ghé đây không? Em ghé lần đầu tiên sẽ ghé ngoài tại nhà em gần đây. Dạ gần đây. Tại ngon hơn chỗ khác hả chị? Ngon hơn. Chị thấy giá ở đây thế nào? Giá rẻ. Dạ. So với lại chất lượng với lại cái tô nhưng mà nó rẻ. Dạ. Tới mua súp cua mang về. Trên cái con đường ẩm thực của đường Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình Thạnh. Rất là đông đúc xe cộ cái buổi chiều nè. Rất là nhiều quán xá. từ cháo lòng cho đến hủ tiếu cho đến bánh canh này nọ, rất là đông quán. Nhưng mà tại đây Súp Cua Trang tổng thời gian bán đã được khoảng hơn 20 năm rồi, là đông khách cực kỳ, từ 6 giờ rưỡi sáng cho đến 9 giờ tối, khách đợi trước để mua mang về nữa. Đối với em thì đây là ngon nhất thành phố, giá đây như vậy là ok rồi, tại vì thịt có nhiều, thịt với lại được thêm cái ốc heo và cái bát thảo nữa, giá như vậy là quá ổn. Em biết ở đây cũng được 3 tháng, cứ trung bình là một tuần là em ghé 1 tới 2 lần. Đây là khách đặt từ xa. Đây là dịch vụ vận chuyển thức ăn nhanh đây, và phía trong là khách vô rất là đông rồi.